Bình cận nặng đến năm nay đã được hơn 20 năm rồi. Hai mắt độ cận rất là cao, giác mạc mỏng. Với cái tình trạng giác mạc đó thì không đủ được cái độ dày để có thể phẫu thuật bằng phương pháp laser. Từ năm lớp 3, lớp 4 thì mình đã cận 3,75 độ. Không có kính thì mình không thể nhìn thấy gì từ xa. Mọi thứ mình đều phải phụ thuộc vào kính. Và độ cận thì tăng rất là nhanh. Cho đến năm 18 tuổi thì độ cận đã đạt tầm 7 đến 8 độ. Đến năm 25 tuổi mình quan tâm đến việc mổ mắt, có tìm hiểu ở một số bệnh viện lớn. Nhưng mà lúc đấy thì cái phương pháp SMILE không thể xử lý cái độ cận nặng như vậy. Các bác sĩ tư vấn là mình sẽ sử dụng phương pháp pha kích. Nhưng mà lúc đấy thì pha kích cũng chưa nhiều người sử dụng. Mình cũng chưa yên tâm để mổ. Cách đây khoảng 3 tháng khi mà xem TV của mình có được nghe bác sĩ của Bệnh viện Tâm Anh nói về phương pháp mổ pha kích ICL. Những cái thông tin mà bác sĩ đưa ra thì thực sự là hữu dụng với mình và đúng cái mà mình đang cần. Bệnh nhân có cái tình trạng một mắt là cận 10 diop và loạn 1 diop và một mắt là cận 9,5 và loạn cũng 1 diop. Sau khi được chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp pha kích và đặt kính ICL thì chúng tôi cho bệnh nhân kiểm tra một số những cái thông số của mắt nữa. Ví dụ như là tình trạng của tiền phòng, tình trạng của độ sâu tiền phòng, rồi soi đáy mắt để kiểm tra có cái tình trạng thoái hóa của võng mạc chu biên hay không. Bệnh nhân này thì có thoái hóa võng mạc chu biên và đã được chúng tôi laser để dự phòng cái bong võng mạc. Đồng thời là bệnh nhân đã được kiểm tra đến tế bào nội mô thì thấy tình trạng của tế bào nội mô bình thường. Bác sĩ có nói đây là một phương pháp rất là an toàn, nhanh chóng, không để lại bất kỳ di chứng gì cho mắt. Mình rất là yên tâm về tư vấn của bác sĩ. Sau khi mà đo đạc để tính kích thước công suất của ICL, chúng tôi đã đặt kính cho bệnh nhân. Cho đến lúc mà nhận được kính thì nó rơi vào tầm khoảng độ 3 đến 4 tuần. Sau khi mà hãng chuyển kính về thì chúng tôi có hẹn bệnh nhân lên để phẫu thuật. Và ngày hôm qua là tôi đã mổ cho bệnh nhân mắt bên phải, hôm nay là mổ mắt bên tay trái. Từ lúc chuẩn bị cho đến khi phẫu thuật mất tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi ạ, rất là nhanh. Mình thấy không hề đau đớn gì cả. Sau khi mổ thì mắt hồi phục rất nhanh, gần như là mình có thể nhìn rõ luôn ạ. Hôm nay là sau hơn một tuần tái khám, hai mắt của bạn đều rất là tốt. Khúc xạ thì gần như là hết hoàn toàn cái độ cận cũng như là độ loạn. Giác mạc trong, thủy tinh thể trong, cái nhãn áp của bạn đi hoàn toàn ở giới hạn bình thường. ICL cân đối ở trong mắt. Sau 9 ngày mình mổ thì mình đã có thể nhìn rõ. Bây giờ hầu như là mình có thể đọc được những cái chữ từ rất là xa rồi. Đối với cả bạn Vi, sau phẫu thuật cái quan trọng nhất là sẽ phải tái khám định kỳ. Còn cái việc mà để chăm sóc cái ICL ở bên trong mắt thì nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Bởi vì khi mà chúng tôi đặt kính vào trong mắt thì nó đã ở cái vị trí gần như là cố định. Với cái kích thước mà chúng tôi tính toán để mà nó phù hợp thì nó sẽ không bị xoay ở bên trong mắt của bệnh nhân. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Phó Giáo sư Bác sĩ Thu Hiền và các bác sĩ của Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội đã giúp mình có một ca mổ rất thành công. Bây giờ mình đã có thể nhìn thấy rất là rõ. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.